quý vị khán thính giả, như vậy là một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc để cùng đến với cuộc thi Bông Lúa Vàng mùa giải năm 2024. Bông Lúa Vàng năm 2024 do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH thực hiện với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Phương Hiếu và Thủy Lam hân hạnh gửi đến tất cả quý vị khán thính giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào thương mến nhất. Thưa quý vị, trong xuyên suốt thời gian diễn ra những buổi thi của Phòng Mạ Non thì chương trình cũng đã đón nhận nhiều yêu thương đến từ quý khán thính giả gần xa và cả những bức thư mà quý vị cũng đã gửi về cho chương trình. Cảm ơn quý vị trong rất nhiều sự lựa chọn, quý vị vẫn chọn đồng hành cùng với Bông Lúa Vàng qua các năm. Và quý vị cũng có thể tiếp tục theo dõi chương trình qua làn sóng AM 610kHz, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, VOH, kênh truyền hình HTV1, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và các đài phát thanh truyền hình liên kết. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể theo dõi qua các nền tảng hệ sinh thái của VOH, qua trang web của đài tại địa chỉ voh.com.vn hoặc là qua app VOH Radio Online. Có thể nói rằng để mở đầu buổi thi ngày hôm nay, chắc là phải hỏi Thủy Lam, cô gái đã gắn bó với Bông Lúa Vàng cũng 5-6 mùa rồi phải không? Đây là mùa thứ 7 phải không? Dạ, đây là mùa thứ 6 ạ. À, đây là mùa thứ 6, chứng tỏ rằng là còn gắn bó nhiều hơn anh Phương Hiếu nữa. Thì cảm xúc của Thủy Lam như thế nào khi mà mình có mặt tại đây và đặc biệt là mùa giải năm nay quá nhiều những gương mặt triển vọng? Dạ, hai từ mà Thủy Lam thường hay là ví von khi mà nói về chặng hành trình mà mình đã được đồng hành đến nay là năm thứ 6, đó là hạnh phúc. Dạ, khi mà ai hỏi mình cũng ví von là từ hạnh phúc nó sẽ được đứng ở hàng đầu tiên, bởi vì cải lương đó là tuổi thơ của mình, là thanh xuân của mình, từ những ngày mình còn nhỏ xíu được bà nắm tay đi coi tivi ké và ở nhà chỉ có chiếc radio mà thôi, nghe qua làn sóng phát thanh mà thôi. Rồi ngày ấy thì được chạm đến cải lương, được nghe cải lương không phải là dễ mà phải đợi đến cuối tuần thứ bảy chủ nhật mới có, và được nghe những thần tượng của mình cất giọng lên là ngoại và cháu đều nói đây là nghệ sĩ Thanh Hằng và đây là tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết chẳng hạn. Rồi sau này thì Thủy Lam biết đến nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và cũng xem nhiều vở của anh nữa. Rồi sau đó thì mình biết đến Bông Lúa Vàng, biết đến Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mà Thủy Lam là vị trí ngồi đó đó, cũng chỉ là một khán giả mà thôi. Lúc đó thì nhìn MC dẫn đến đây mình nói là con chỉ có ao ước được một lần đứng trên sân khấu và để dẫn dắt được là người kết nối giữa Bông Lúa Vàng và các bạn thí sinh thì chắc là con hạnh phúc lắm ngoại ơi. Và mình, dạ em chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ được là một MC kết nối đồng hành cùng với chương trình đâu anh. Nên đây là một giấc mơ được hiện thực. Nên em rất là hạnh phúc và ngay bây giờ khi mà anh Phương Hiếu hỏi thì cảm xúc của em cũng như thế ạ. Nó dạt dào phải không, cầu được ước thấy á. Còn anh thì đến với Bông Lúa Vàng cũng tình cờ và lần trở lại này cũng phải sau 9-10 năm á, dạ, mới trở lại. Và cái yêu thích nhất của anh ở sân khấu này đó chính là khán giả. Đặc biệt khán giả ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, tuy nhiên lại có một điểm chung là dành một tình yêu, một niềm đam mê bất tận với đờn ca tài tử, với bộ môn nghệ thuật cải lương. Cho nên ngày hôm nay để xem là với sự đồng hành của hội đồng giám khảo quen thuộc và cả dàn đờn thì chúng ta sẽ có một buổi thi như thế nào. Vậy thì ngay bây giờ mời quý vị cùng ngay lập tức làm quen với hội đồng giám khảo vô cùng quen thuộc của chúng ta. Trân trọng giới thiệu và chào đón nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ. Thưa quý vị, trân trọng giới thiệu người đẹp nhất trên hàng ghế giám khảo, phải gọi là đẹp gái nhất, đó chính là nghệ sĩ Thanh Hằng. Thì ngay bây giờ chào đón một thành phần không thể thiếu giúp cho các thí sinh luôn luôn tỏa sáng trong mỗi buổi thi. Xin được trân trọng giới thiệu các nhạc sĩ trong dàn đờn hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Hồng Đức đàn guitar. Xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Văn Ngọc đàn sến. Xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Hoàng Thuận đàn tranh. Xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Phú Quý đàn violon. Xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Thái Dũng đàn organ. Và thưa quý vị, như vậy chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Hy vọng quý vị khán thính giả hãy cố định tất cả những kênh để theo dõi Bông Lúa Vàng ngày hôm nay để xem ở buổi thi thứ 7 của vòng Mạ Non các thí sinh nào sẽ tỏa sáng như thế nào. Bây giờ mời các thí sinh có tên cùng ra sân khấu để gửi lời chào đến ban giám khảo cùng quý vị khán thính giả. Xin trân trọng kính mời bạn thí sinh Võ Tuyết Hồng số báo danh 149. Xin mời thí sinh Nguyễn Thị Xuân Trang số báo danh 151. Xin mời thí sinh Trần Văn Tươi số báo danh 152. Xin mời thí sinh Nguyễn Thị Thoa số báo danh 153. Xin mời thí sinh Đỗ Vũ Linh số báo danh 154.
Xin mời thí sinh Lâm Thị Thùy Linh số báo danh 155. Và đây là các bạn thí sinh sẽ góp mặt trong buổi thi Mạ Non chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, chắc quý vị cũng thắc mắc sao có 6 thí sinh thôi phải không ạ? Dạ, có 2 thí sinh thì người thì cáo bệnh, người thì vì lý do cá nhân cho nên cũng không tham gia. Chắc là các bạn cũng hồi hộp khi mà được vào vòng Mạ Non và không vượt qua được áp lực của mình. Nhưng không sao cả, ở đây là 6 gương mặt ưu tú ngày hôm nay. Hy vọng rằng các bạn sẽ làm cho buổi thi chiều nay thật sự tưng bừng hoa lá để cống hiến cho quý vị khán thính giả, được không ạ? Nào, mình đếm 1, 2, 3, mình hô to quyết tâm, để mình thật sự mình quyết tâm, mình mở giọng luôn nha. Nào, 1, 2, 3 cùng hô to quyết tâm đồng thanh nha. 1, 2, 3 quyết tâm. Đó, vỗ tay thưa quý vị. Sắc vóc ngày hôm nay cũng đủ đầy. Chúng ta có 4 cô gái và 2 chàng trai. Hy vọng rằng các anh chị hết sức tập trung, lấy hết nội lực của mình để có thể thể hiện bản thân mình ngay từ vòng Mạ Non này. Vì các thí sinh lưu ý, trong 80 thí sinh ở vòng Mạ Non thì chỉ có 18 thí sinh có số điểm cao nhất từ trên đếm xuống mới nhận được ưu tiên đi vào vòng trong. Vì vậy đừng lo các thí sinh của các tuần trước thi như thế nào, hãy tập trung hoàn toàn vào phần thi của mình các bạn nhé. Dạ, một tràng vỗ tay nữa ủng hộ tinh thần các thí sinh được không ạ? Rồi, mời các bạn vào trong để chuẩn bị cho phần thi của mình. Thưa quý vị, nhắc về soạn giả Hà Nam Quang thì đây là một nữ soạn giả của hơn 500 bài giọng cổ. Và trong suốt cuộc đời của bà đã dành thời gian để đi đến rất là nhiều nơi để lấy chất liệu sáng tác nên những bài ca. Và bà cho biết bà sáng tác là để trả nợ cho những nơi mình đã từng đi qua. Và chúng tôi thấy rằng những sáng tác của bà đầy chất bao dung như chính tính cách hiền lành của con người bà. Và ngày hôm nay, một lần nữa, sáng tác của nhạc sĩ Hà Nam Quang sẽ được mang lên sân khấu của phòng Mạ Non buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đến với thí sinh Võ Tuyết Hồng, số báo danh 149, với bài dự thi Khúc Trăng Xưa, tác giả Hà Nam Quang. Đây là thí sinh đầu tiên nên phần nào cũng sẽ hồi hộp và mong rằng sẽ nhận được sự cổ vũ khích lệ tinh thần đến từ quý khán thính giả gần xa. Đêm ngày họp mặt tiểu đoàn mưa tháng mười ùa tới, mưa đôi qua đêm rừng thành hoa dữ ở ánh trăng rọi sáng, anh bè nhánh lá rừng che khuất bóng trăng. Anh nói ngày nào đất nước hết chiến tranh sẽ bắt trăng đền một đêm thần sáng. Gần 40 mùa nước ngập cánh rừng xưa, bạn bè gặp nhau xôn xao chuyện cũ. Sĩ tiểu đoàn 261, diễn viên là cô du kích địa phương. Gặp một lần chưa hẹn đã chấn dương, sông dạp cỏ lục bình trôi như đời. Rồi từ đó người đi chưa trở lại trăng
năm xưa có đảng bom và nước mắt. Sau một chuyến giặc càn, người thân mất người thân. Trà Cú, vườn xoài, dặm lớn Tuyên Nhân, nơi lưu dấu bi hùng ca tuổi trẻ. Chỉ tại chiến tranh có quá nhiều mất mát, nên khoảnh khắc dừng chân ở rừng Tràm ngập nước, tôi đã gặp anh rồi vui nhớ. Đêm nay thành quá bừng vui ngày họp mặt tiểu đoàn, cô du kích năm xưa lại ca bài ca cũ, anh chiến sĩ tiểu đoàn trầm ngâm năng viết tơ dòng ca già. Lòng buổi thu tàn ánh trăng của buổi thanh bình sáng trong trên bầu trời đông, lòng sao vẫn nhớ trận rừng 40 năm rồi tóc bạc tiếng đàn. Bom đạn vẫn còn giữ đây thời tuổi trẻ tự hào, trời vô tình hay trời cố ý mưa để khúc trăng xưa nối dài kỷ niệm. Mưa rơi nhỏ ánh trăng rừng, khúc trăng xưa nhớ một lần hành quân. Thương chị Hồng quá rồi uổng quá là thí sinh đầu tiên nên mình không khỏi áp lực đúng không chị ạ? Đúng rồi, bây giờ tự nhiên ra hồi hộp quá rồi mẹ chút xíu. Hy vọng là ban giám khảo sẽ đưa ra những lời chia sẻ để chị có thêm kinh nghiệm ạ. Dạ xin mời hội đồng ban giám khảo ạ. Lê Tứ xin phép nói trước, bởi vì hôm nay cái buổi thi hôm nay Lê Tứ xin phép xung phong làm người bí ẩn. Nhưng mà làm người bí ẩn, nhưng mà nhận xét thí sinh, nhưng mà mình chấm điểm bí ẩn nha. Dạ, tại sao anh lại có cái sự xung phong này ạ? Thì có bữa anh Khải bí ẩn rồi, thì bữa nay cho Lê Tứ bí ẩn bữa. Nhưng mà cảm xúc của anh khi được là người bí ẩn thì như thế nào ạ? Thật sự thì bí ẩn nó cũng có một cái điều lý thú là mình làm cho thí sinh hồi hộp vậy đó. Anh chỉ là anh thích làm cho thí sinh hồi hộp ạ. Dạ vâng. Thì coi là thí sinh có bản lĩnh hay không, chờ dạ. Đợi kết quả như thế nào. Thôi thì bây giờ trở lại với phần nhận xét. Lê Tứ có ít lời chia sẻ với chị Tuyết Hồng. Thật sự thì rất tiếc là để bị phân tâm sau đó để rớt cái hò câu 2. Cái nó bắt đầu nó bị hẳn. Chị Hồng nên tiết chế là cái hơi. Bởi vì chưa kìm được cái hơi á. Ca có những chữ bị dối mà cái hơi mình nó bị rung, giống như ca cái dây cảm thấy nó nặng. Đúng không? Cảm thấy nghe dây mà mình ca mình bị ngán ngán dây đúng không? Cho nên kìm cái hơi nó không được ngọt mà nó bị rung. Làm sao khắc phục cái đó? Với lại mình bước ra sân khấu mình thể hiện một cái bài ca, mình phải ngẫm từng lời từng câu cái bài ca nói gì, và mình muốn diễn thì thật sự là mình có ý trước trong lòng thì động tác và ánh mắt nó đi theo. Còn giống như chị đang ca cái chị mới chực nhớ lại chỗ đó, à phải giơ tay, mình phải nghiền ngẫm cái lời văn thì mình để mình diễn đạt. Thật sự cái này không phải đợi tới ra sân khấu mình mới chuẩn bị đâu.
mà bạn chuẩn bị ở nhà, nhiều khi mình kiếm một cái nơi nào đó. Nhân đây mình cũng nhắc các thí sinh, mình phải tập tới tập lui, đi đứng chỗ nào ca sao mình phải quy định, mọi thứ nó phải chắc chắn thì ra đây mình mới còn kịp. Chứ bây giờ ra đây ca mấy giờ tới đâu mới nhớ tới đó, để mình diễn thì nó người ta coi nó bị, nó không có dính với nhau, giữa cái ca với lại cái diễn đạt nó không có dính với nhau. À, lưu ý cái đó nghe chị Tiên Hồng nghe. Dạ, cảm ơn. Thì thôi thì thi đầu cũng có chút áp lực, dạ, cho nên là rút kinh nghiệm rất là tiếc là rất nhiều rồi. Thì điểm này chắc có thể em khuyến mãi cho chị chút ít. Khuyến mãi để vui anh à. Dạ, cảm ơn giám khảo Lê Tứ. Bây giờ mình cùng đến với số điểm từ hội đồng giám khảo. Dạ, như vậy nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ sẽ là giám khảo bí ẩn ngày hôm nay. Phần điểm của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ sẽ công bố vào cuối buổi thi. Xin mời giám khảo Thanh Hằng, 18. Thưa quý vị, 18 là điểm số mà nghệ sĩ Thanh Hằng dành cho thí sinh Võ Tuyết Hồng, số báo danh 149. Thế thì còn thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, điểm số sẽ như thế nào đây? Thưa quý vị, cũng là một sự trùng hợp, 18 điểm tròn thưa quý vị. Rồi thì có thể vào trong rồi. Không có trùng hợp đâu, anh Khải ảnh vậy. Dứt khoát lắm, khen khen chứ 18. Dạ. Quay trở lại với khuôn khổ của cuộc thi thưa quý vị. Tiếp mục dự thi thứ hai ngày hôm nay sẽ là một giai điệu vô cùng quen thuộc. Thí sinh đã lựa chọn bài Điệu Buồn Phương Nam của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Không phải bàn cãi, Điệu Buồn Phương Nam là một trong những tuyệt phẩm của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, được sáng tác vào năm 1994 với giai điệu buồn gợi nhớ những hình ảnh vô cùng thân thuộc và mộc mạc như là cung đàn, con sáo hay lục bình trôi. Vậy thì để xem ngày hôm nay với phần thể hiện của thí sinh Nguyễn Thị Xuân Trang, số báo danh 151, có đủ làm chúng ta đầy thổn thức và trăn trở nhớ về quê hương giống như tâm ý của tác giả hay không? Mời quý vị dành một tràng vỗ tay để thưởng thức. Một tuyệt phẩm Điệu Buồn Phương Nam. Thế thì sau khi mà mình thể hiện, mình cảm nhận như thế nào rồi? Mình có hài lòng không ạ? Ca xong rồi thấy làm sao nè? Cảm xúc thấy làm sao? Thấy ổn không? Tạm được. Tạm được. Đưa cái ống nói lên, là không đưa ống nói lên là thạc sĩ Huỳnh Khải trừ điểm mình đó. Tạm được thôi hả? Mà thấy đã không? Không đã lắm hả? Chị này chị vui tính quá ha. Hỏi cười thôi à. Chắc là còn hồi hộp. Dạ. Thôi thì rõ ràng mình đứng ở đây mình thể hiện xong một bài ca, mình thấy tạm được là thôi cũng có cái ghi nhận rồi. Dạ, xin mời hội đồng giám khảo cùng có những chia sẻ dành cho thí sinh Xuân Trang, số báo danh 151. Dạ, xin được mời nghệ sĩ. Dạ. Thanh Hằng ạ. Xin cảm ơn Thủy Lam và Phương Hiếu rất nhiều. Chị chào em Xuân Trang. Dạ. Người con gái Vũng Tàu bẽn lẽn e thẹn. Không có bản lĩnh. Phải có bản lĩnh. Anh Hiếu anh hỏi gì là trả lời liền mấy giờ vậy. Để không thôi anh lấn lướt mình quá. Bây giờ chị đi sâu vào cái vấn đề mà của bài em thi ha. Điệu Buồn Phương Nam của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Lời cổ của anh Kiệt rất là mượt mà, rất là điệu đà. Từ lời văn nhạc cho đến lời văn cổ điệu đà lắm. Cái bài này là em chọn là cũng đúng, đúng cho để bài thi. Nhưng mà có cái rằng là giọng em tốt, khỏe, ngọt. Nhưng có cái em xử lý không biết cách xử lý à. Cho nên là nó giống như là có những cái quãng cao thì em lại bị ráng lên quá. Còn những cái quãng trầm em bị mờ mất đi à. Tại vì chắc có lẽ chị nhìn trong ánh mắt em, Trình nhìn trong gương mặt em, có lẽ là em lo sợ, em áp lực. Em tạo cho mình một cái khó là cái vừa dứt cái nhạc mà để dứt cái chót hai chữ vô, em không biết là mình phải đi hướng nào để mình dứt, phải không? Cái bài nhạc đó. Yeah. Qua đời tôi không biết dứt lên cao hay là phải dứt xuống, không được cái lập trường đó. Cho nên đó là một cái mà gọi rằng là phải chỉnh sửa nha. Phải sửa liền. Khi mình đã một cái bài nó rất là quen thuộc,
mà mình đi thi mà mình không có được một cái sự lập trường để dứt khoát mình phải lên cao hay là mình xuống thấp, thì cái điều đó là mình thật thất bại rồi, đúng không? Yeah. Phải không em? Yeah. Em nhớ không, chị nói em nhớ cái lúc đó không? Yeah. Cái đoạn đó không? Yeah. Lần đầu chưa có kinh nghiệm đó, đó là chị nhắc em để em có kinh nghiệm. Mình làm gì khi mình bài ca mình phải có một sự dứt khoát. Yeah. Như thế nào để mình vững vàng, mình bản lĩnh mà. Yeah. Rồi trong lòng câu á, thì cái mà em lòng câu á, thì có những cái văn hay lắm, nó ngọt mùi điệu đà lắm. Thì cái bài này rất là coi như là bỗng trầm bỗng thấp bỗng ngang coi ngang là đều, có như là những cái quãng đó rất là coi như dễ thương lắm luôn, dễ cho mình luyến lái lắm luôn á. Nhưng mà em lại coi như không có được một cái gọi là phải cho mình chỉ có thuộc bài thôi à, chứ ra để không biểu diễn để cho thấy rằng ban giám khảo và khán giả nhìn vô thấy rằng ô, cô Xuân Trang này cổ có nghiên cứu cái bài thi của cổ để cô đi thi. Dạ. Nha em. Dạ. Đó, vậy đó là chị nhắc nhở em như thế thôi, nhưng cái giọng của em rất tốt và cảm ơn em đã đến với Bông Lúa Vàng và em đã làm tròn cái bài ca của mình. Nhưng kinh nghiệm thì đây là chị muốn chia sẻ để nhắc nhở cho em để em chỉnh sửa nhiều hơn nữa. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Bây giờ cùng xem hội đồng giám khảo sẽ dành cho mình nhiều điểm nha. Dạ, xin mời số điểm hội đồng giám khảo dành cho thí sinh Xuân Trang số báo danh 151. Thưa quý vị, 19,63 là điểm số mà thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải dành cho bạn. Nghệ sĩ Thanh Hằng, số điểm dành cho Xuân Trang 19,42. Xin chúc mừng, như vậy chúng ta đã có hai số điểm cũng tương đối. Hy vọng rằng ở cuối chương trình mình sẽ nhận được số điểm bí ẩn từ giám khảo Lê Tứ nữa. Chị có thể vào trong rồi, chúc mừng chị. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình sẽ là phần thi của thí sinh thứ 3 trong buổi chiều ngày hôm nay. Thí sinh Trần Văn Tươi, số báo danh 152. Bạn cũng đã yêu mến cải lương đờn ca tài tử rất là lâu rồi. Và ngày hôm nay, năm bông lúa vàng năm 2024, bạn mới lấy hết can đảm và nỗ lực của mình để ghi danh và mong rằng những tình cảm mà bạn đã gửi gắm vào trong lời ca ngay sau đây cũng sẽ chạm đến trái tim của quý khán thính giả gần xa và đặc biệt hơn cả là hội đồng giám khảo. Chúng ta cùng đến với bài dự thi đến từ bạn. Mẹ ơi, hãy yên lòng, tác giả Lê Ngọc Điền. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Lời mẹ ru đây dòng thư nói nhớ của người lính xa, lòng vàng ước mơ thiết tha cho ta tròn đồi, chung lo xây đời giữ yên làng quê biên giới, sớm thôn miền lành có tình. Chúng mình đẹp đôi. Chiều nay nhận được tin anh nơi miền biên giới, cầm lấy phong thơ nghe tâm hồn xao xuyến, mở ra xem nhưng còn nghe thẹn trong lòng. Biên giới giàu đông vẫn ngắm tình nồng, trời trở bất nhớ thương người biên giới. Thank you.
dường chi ngang bền chặt một lòng. Em sung sướng và tự hào biết mấy khi người yêu của mình làm rạng rỡ quê hương. Anh đi thùy em ở chung hậu phương, tuy cách mặt nhưng lòng không xa cách. Hai vượt qua khó khăn thử thách, em nguyện một lòng một dạ đời chờ anh. Thank you.
cho Nguyễn Thị Tho đã hoàn thành phần dự thi của mình. Hôm nay thì bạn cũng đầu tư một chiếc áo dài trắng, rồi cả bông tai, rồi diện mạo rất là đẹp khi mà được xuất hiện ở tại sân khấu của Bông Lúa Vàng. Thế thì mình tự chấm điểm của mình trước, xem như thế nào ạ? Thử thách chút xíu. Giờ điểm A hài lòng, điểm B chưa hài lòng lắm, còn điểm C dạ còn nhiều điều trăn trở. Giờ mình chọn A, B hay C? Dạ vâng, chưa hài lòng lắm, tại trong lúc hát, lúc mình ở nhà mình diễn đạt thì mình cảm thấy rất là sung sức và hăng hái, nhưng mà khi mà bước lên đây rồi nó không rung thì cũng không phải, cũng có chút xíu đi, nhưng mà nó bị tuột đi một cái phần nào đó mà mình cảm thấy mình hát ra nó không có vừa lòng lắm. Dạ, ở nhà mình chuẩn bị 100 thì vô đây chừng 70-80. Dạ. Vậy thì xin mời hội đồng giám khảo sẽ có những chia sẻ để chị có thêm kinh nghiệm. Dạ xin mời ạ. Chào em gái. Dạ. Có một cái dốc người nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Đúng rồi. Thật sự thì em có một cái giọng tốt và ca có nội tâm. Em mà nếu có người viết chỉ em ca diễn là em sẽ giỏi lắm á. Một cái bài ca mà em cầm xuống một cái lá thơ đó là do em quy định hay ai chỉ em vậy? Dạ không. Dạ tại đứng ở đây nếu mà dục ở đâu nó lung tung thì nó rất là ngại. Cho nên em cầm suốt luôn à. Đọc lá thơ người yêu phải không? Dạ. Đó, ý anh hỏi đây là gì? Ví dụ như em cầm cái lá thơ đó phải không? Em ngồi xuống đó, em đọc cái lá thơ trước khi rao đờn. Đờn rao lên từ từ mình cảm nhận lá thơ đó xong mình ca cứ ca. Chứ mình cầm cái đạo cụ mà mình không có ý diễn gì hết trơn. Giống như là cái tay này cũng bị chết đúng không? Thì thôi cái đó kinh nghiệm về diễn xuất. Nhưng mà về trở lại giọng ca nói nè. Em á, cái giọng có cái hơi gió rất là bén, rất ngọt. Nhưng ở đây chưa điều tiết được hơi. Là ví dụ chỗ nào có đàn thì em lại ca 9 giây. Còn lúc mà không đàn là em không điều khiển được cái giọng của em. Giống như hai cái câu vô của em đều phô dây đàn hết. Và thậm chí nó lạc gần lên nửa tông á. Em có thấy được điều đó không? Phải nghe đàn nhiều và đừng ca lớn. Về em nghe đàn nhưng em ca nhẩm theo. Trong lúc mình thử, mình ca nhẩm mà rớt xuống rồi nó ăn đờn hay không. Còn em cố một cái là nó sẽ nhóng liền. Đó là cái nhược đó rất là lớn. Mà cái bệnh này rất khó trị nha. Anh đã từng đi dạy rồi. Thấy bình thường sao ca hay quá. Mà tự nhiên ra có khán giả hứng cái bắt đầu bị nhóm dây. Cái đó là bị cố. Mình cố gắng quá cũng bị lố cũng không được. Cho nên mình phải ca, mình phải điều tiết làm sao nghe được cái dây đàn cho nó chuẩn. Những cái lúc mà ca vô vòng cổ tự do vậy nguy hiểm lắm. Và cái người nghe xuống cái tưng không ăn dây đàn là người ta mất thiện cảm rồi đi. Rồi một cái bài Phụng Hoàng. Vô bài Phụng Hoàng cái chỗ cái nhịp đó ca cũng bị sớm chút. Cái nhịp sau lấy lại nhưng mà cái nhịp trước cái nguyên tắc không có được ca vậy. Phải vô cái nhịp thì nó mới tốt. Chứ còn ca vậy thì nghe nó... cảm thấy người ta thấy nè, rồi bị trao nhịp rồi. Gọi là trao nhịp chứ không phải rớt nhịp. Thôi thì anh nghĩ rằng cái bài ca này em thể hiện mới có tròn thôi, chứ còn chưa có xuất sắc, chưa có tốt, nhất là cái lạc giọng của em ha. Rút kinh nghiệm những gì anh nói, nếu mà thấy anh nói cái điều đó đúng thì lắng nghe. Rồi bây giờ mình đến với số điểm hội đồng giám khảo. Dạ xin mời hội đồng giám khảo. Thưa quý vị, 19,32 là điểm số mà thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải dành cho bạn thí sinh. Số điểm giám khảo Thanh Hằng dành cho Nguyễn Thị Tho, số báo danh 153, 19,15. Và như vậy mình còn một số điểm công bố phần cuối chương trình. Chúc Tho gặp nhiều may mắn. Mời Tho vào trong. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành trong vòng mạ non của cuộc thi Bông Lúa Vàng năm 2024. Trước khi nối tiếp với phần thi tiếp theo của các bạn thí sinh trong buổi chiều nay, mời quý vị cùng dành ít phút cho nhà tài trợ Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu, được mua dài lâu. Phân bón đầu trâu và đồng hành của nhà nông.
chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH thực hiện với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Và chúng tôi tiếp tục mời quý vị cùng đến với những giai điệu, những lời ca hết sức tuyệt vời từ các thí sinh để xem thí sinh còn lại trong buổi thi ngày hôm nay sẽ chinh phục số điểm bao nhiêu từ phía hội đồng giám khảo. Mời Thủy Lam. Thưa quý vị, thí sinh tiếp theo chọn bài dự thi là Cây bàn Côn Đảo của tác giả Dạ Quang. Và khi nhắc về tác giả Dạ Quang thì người ta thường hay ví von những lời ca trong những sáng tác của ông là những giọt mật chắc chiêu để dân đời. Và từ những sáng tác của ông, họ thấy có sự gắn liền giữa những câu chuyện riêng và những câu chuyện chung. Ở đây câu chuyện chung đó là tình yêu, quê hương đất nước và sự cống hiến, sự hy sinh cho đời. Và thẩm thấu qua những câu chuyện riêng, những tâm tình của ông, qua lời kể của ông, qua tình yêu của ông, thì những ca từ trở nên mềm mại, uyển chuyển, sâu lắng và dễ đi vào lòng người. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị bài dự thi tiếp theo của thí sinh Đỗ Vũ Linh, số báo danh 154. Chúng ta hy vọng rằng thí sinh Đỗ Vũ Linh sẽ truyền tải những câu chuyện đến từ Cây bàn Côn Đảo mà tác giả Dạ Quang đã gửi gắm vào đây một cách trọn vẹn, tình cảm và có thể chạm đến tất cả những quý vị khán thính giả có mặt trong hội trường và qua màn ảnh nhỏ trong buổi chiều ngày hôm nay cũng như là ban giám khảo. Một tràng pháo tay thật lớn để khích lệ cho tinh thần của thí sinh Đỗ Vũ Linh. Bác Tôn ơi, hôm nay con về thăm Côn Đảo, đứng dưới gốc cây bàng chiều xuống rưng rưng, biển bờ xa con sóng lội ngập ngừng, chiều bình dân làm rơi từng giọt nắng, thì thầm trong gió lá vàng rơi về xứ cây cùng khóc.
đò nhỏ thả trôi theo dòng, gửi ai cả một tấc lòng, gửi ai tiên quốc náo lòng dưới trăng. Chúc mừng Thùy Linh hoàn thành trọn vẹn phần dự thi của mình. Dạ, xin mời giám khảo nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải. Thì bạn ca cái bài này chở cái tình cảm của một người phụ nữ, cái đơn độc giống như là tiếng kêu của con quất. Ở dưới tôi không có kêu chữ chim quất mà kêu con quất. Con quất, con gì nó có cái tên riêng, nó không có chữ chim đầu. Bạn ca bài này tôi rất là hài lòng, nhưng mà có một cái từ tôi nghe, chẳng biết cái lỗ tai tôi nghe có sai hay không, là chỗ tâm sự giữa trời khuya đó, thì bị dính môi do đó là nó phát âm chữ giờ. Mặc dù vậy thì nhờ vậy mà bạn phát âm chữ giờ, xem như là tôi rất là hài lòng với chữ giờ không dịch đó. Thì rất hiếm bạn ca được chữ giờ đó. Bạn ca cái chữ giờ trong cái bài này rất là hay. Mà cái bài giữa trời khuya lại là giữa trời khuya. Tôi nghe vậy thì nó rất là hơi uổng chút xíu. Nó hơi một cái chút gì đó nó chưa có hài lòng. Nhưng mà toàn bài và cái chất lượng của cái bài này rất là hay. Chúc mừng bạn có một cái làn hơi, một cái giọng ca, một cách nhả chữ rất là độc đáo. Dạ xin mời anh Lê Tứ ạ. Chúc mừng Thùy Linh đã hoàn thành bài thi tương đối là tròn. Thưa quý vị, Lê Tứ cũng biết Thùy Linh qua những cái lần mình đi hát show, gặp em ấy cũng hay động viên đi thi. Rõ ràng là em còn bữa nay em ca thì anh tại sân khấu này anh thấy là nó còn vướng một vài điều. Bạn thí sinh bước qua trái một bước nào. Thưa quý vị, rất là hồi hộp không biết rằng vị giám khảo bí ẩn của chúng ta sẽ dành những điểm số như thế nào dành cho các bạn thí sinh trong buổi mạ non chiều nay. Và thưa quý vị, giám khảo bí ẩn trong buổi mạ non đó chính là nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ. Và xin mời nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ ạ. Anh bí ẩn nhưng mà anh luôn nhiệt tình nha. Bây giờ số điểm đầu tiên từ thí sinh Võ Tuyết Hồng số báo danh 149. Bây giờ thì Lê Tứ xin công bố số điểm cho bạn Tuyết Hồng. Dạ. Phạm cái lỗi nặng là rớt nhịp. Thầy Khải thì cho 18, nhưng mà tôi thì khuyến mãi thêm 18-15. Vâng, 18,15 cho thí sinh Võ Tuyết Hồng số báo danh 149. Tiếp theo, tôi xin mời số điểm dành cho thí sinh Nguyễn Thị Xuân Trang số báo danh 151. Nguyễn Thị Xuân Trang là tôi cho Xuân Trang là 19,40. 19,40 dành cho Xuân Trang số báo danh 151. Tiếp theo, xin mời số điểm dành cho thí sinh Trần Văn Tươi số báo danh 152. Trần Văn Tươi thì còn có nhiều cái điểm phải cần khắc phục để diễn đạt lời ca. Giọng thì có nhưng mà thể hiện cái bài ca chưa có được sắc nét. Cho nên là tôi cho 19,48. 19,48 điểm dành cho Trần Văn Tươi số báo danh 152. Tiếp theo là điểm số bí ẩn dành cho thí sinh Nguyễn Thị Tho số báo danh 153. Nguyễn Thị Tho thì nãy anh nói nhiều cái nhược điểm của em rồi. Cho nên điểm em thật sự cũng không cao. Cho nên là tôi cho em 19,20. 19,20 là số điểm dành cho Nguyễn Thị Tho số báo danh 153. Tiếp theo là số điểm bí ẩn dành cho thí sinh Đỗ Vũ Linh số báo danh 154. Đỗ Vũ Linh Lê Tứ cho 19,55. 19,55 dành cho Đỗ Vũ Linh số báo danh 154. Và còn lại là số điểm dành cho thí sinh Lâm Thị Thùy Linh số báo danh 155. Thùy Linh thì hồi nãy bài giám khảo, nhất là thầy Huỳnh Khải rất là vừa lòng với cái bài ca của em. Nhưng mà anh thì chưa vừa lòng lắm. Chứ nếu mà bình thường mà nếu như em ca như những gì anh đã trước đây anh nghe, từng bắt gặp và nghe đó, thì em sẽ còn lớn điểm hơn nữa. Cho nên là hôm nay tôi cho em 19,76. 19,76 dành cho Lâm Thị Thùy Linh số báo danh 155. Cảm ơn hội đồng giám khảo. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem số điểm bình quân. Và trước đó thì chúng tôi cũng mong muốn được nghe những cảm xúc của các bạn thí sinh trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời anh Phương Hiếu. Mời anh hả? Rồi, rồi. Đứng cạnh Phương Hiếu lúc này là bạn Đỗ Vũ Linh. Một cái tên của một nghệ sĩ tên tuổi đã nằm trong trái tim của biết bao thế hệ khán giả. Vậy thì khi ngày hôm nay đứng trên sân khấu của Bông Lúa Vàng,
với cái cảm xúc mà mình nhận được cái số điểm thì mình thấy mình đã thật sự hài lòng chưa với cái mong muốn mình đặt ra khi đến vòng thi Mạ Non này? Dạ, lời đầu tiên xin em xin gửi lời chào quý ban giám khảo, quý cô chú anh chị xem và nghe đài gần xa, một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Để trả lời của anh Phương Hiếu, với số điểm của ba vị giám khảo dành cho Linh, mình cũng thấy là tạm hài lòng với cái năng lực ca hát của mình, nên mình cũng rất là vui chứ không có ý kiến gì nhiều. Rất là vui rồi phải không? Tại vì mình được cái những số điểm, bên cạnh đó còn có những kinh nghiệm nữa. Hy vọng rằng làm hành trang cho mình. Nếu may mắn thì chúc cho bạn có mặt ở vòng trong nha. Và xin cảm ơn anh Phương Hiếu cũng như là những chia sẻ đến từ các bạn thí sinh trong buổi chiều nay. Còn bây giờ sẽ là giây phút hồi hộp. Chúng tôi xin phép được công bố điểm bình quân của các bạn thí sinh tham gia vào vòng Mạ Non buổi chiều nay của cuộc thi Bông Lúa Vàng năm 2024. Thưa quý vị, thí sinh đầu tiên Võ Tuyết Hồng, số báo danh 149, bạn có điểm bình quân 18,05. Tiếp theo đó chính là thí sinh Nguyễn Thị Xuân Trang, bạn có số báo danh là 151 và điểm bình quân của bạn là 19,48. Tiếp theo là thí sinh Trần Văn Tươi, số báo danh 152, bạn có điểm bình quân 19,53. Và 19,22 là điểm bình quân của thí sinh Nguyễn Thị Tho, số báo danh 153. Thưa quý vị, tiếp theo trong danh sách này là thí sinh Đỗ Phủ Linh, số báo danh 154, bạn có điểm bình quân 19,56. Và cuối cùng là thí sinh Lâm Thị Thùy Linh, số báo danh 155, điểm bình quân của bạn là 19,77. Và kính thưa quý vị, như vậy là số điểm bình quân của các thí sinh đã được công bố. Các thí sinh lưu ý, mình cao điểm nhất trong một buổi thi của vòng Mạ Non không có nghĩa rằng mình sẽ có cơ hội vào vòng trong. Chúng tôi sẽ dựa trên 80 thí sinh, 80 số điểm, 18 số điểm cao nhất mới là 18 thí sinh xuất sắc có mặt tại vòng trong. Vì vậy, hy vọng rằng các bạn hãy tiếp tục đồng hành và đón theo dõi 3 buổi thi còn lại của vòng Mạ Non để biết được đâu là những cái tên xuất sắc nhất có mặt ở vòng trong. Và thưa quý vị, trước khi khép lại buổi thi ngày hôm nay, cũng không quên thông báo đến quý vị, kết quả sẽ được công bố vòng Mạ Non sau khi 10 buổi thi được diễn ra. Kết quả sẽ có vào lúc 14 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2024. Xin được cảm ơn ban giám khảo cũng như là ban nhạc đã đồng hành cùng với buổi thi trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc thời lượng của Bông Lúa Vàng thì xin mời quý vị cùng hướng mắt về phía sân khấu để chúng ta cùng theo dõi những thí sinh nào sẽ tham dự vào vòng Mạ Non kỳ sau. Thí sinh Trương Thị Lai, số báo danh 156, bài dự thi Giọt Sữa Cuối Cùng, tác giả Trọng Nguyện. Thí sinh Huỳnh Minh Thái, số báo danh 157, bài dự thi Trăng Về Bến Cũ, tác giả Loan Thảo, Lâm Viên. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh, số báo danh 144, bài dự thi Mảnh Khăn Quá, tác giả Song Nguyễn. Mà không chịu lấy chồng, con gái xứ Bưng Biền, lấy chồng nhà quê còn tới lui thăm mang. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Như, số báo danh 159, bài dự thi Em Yêu Tiếng Hát Quê Hương, tác giả cố nghệ sĩ ưu tú Hữu Lộc. Thí sinh Châu Thúy Vi, số báo danh 160, bài dự thi Nửa Chiếc Khăn Thêu, tác giả Lý Việt Hùng. Phần người liệt sĩ vô danh. Thí sinh Nguyễn Bảo Duy Lam, số báo danh 161, bài dự thi Áo Bà Ba Kỷ Niệm Ngày Thu, tác
tác giả Thanh Bình. Chiếc áo bà ba trao em giữa ngày vui, áo đã theo anh đi đuổi tây đánh mì. Dù biết anh đi. Thí sinh Nguyễn Thị Thúy, số báo danh 164, bài dự thi Nửa phần trăng riêng, tác giả Việt Hùng. Nửa mảnh trăng riêng không muộn mà. Thưa quý vị, vừa rồi là một đoạn video clip để cho thấy những thí sinh của buổi thi sau sẽ hấp dẫn như thế nào và tự tin làm sao. Vậy thì một lần nữa cảm ơn hội đồng giám khảo, cảm ơn dàn đờn và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã cùng đồng hành với khung giờ chiều nay. Đến đây thì vòng thi Mà Non buổi thi thứ 7 cũng xin được khép lại. Quý vị đừng quên đón theo dõi chương trình Bông Lúa Vàng năm 2024 qua những cách hết sức quen thuộc, đó chính là làn sóng AM 610 kHz Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH, cũng như trực tiếp trên kênh HTV1 Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh và xem qua trực tuyến www.voh.com.vn và ứng dụng VOH Radio Online. Và chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị đã đồng hành cùng với cuộc thi, công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Đến đây thì Phương Hiếu, Thủy Lam cùng với những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.